Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất và phòng chống dịch bệnh động vật. Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về thăm và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân và xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hậu. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện nỗ lực các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Hải Giang, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 3, đồng chí Mai Văn Quyết, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật và tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng đi kiểm tra có đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có tỉnh Nam Định, để hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, huyện đã tập trung thực hiện tốt một số việc như kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, cấp xã, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực. Kế hoạch hành động và công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh gia súc gia cầm, thành lập chốt liên ngành kiểm dịch động vật. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã kiện toàn và cấp phát thuốc kịp thời cho 35 xã thị trấn. Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại chốt cầu 12 giữa xã Hải Anh của huyện Hải Hậu và xã Trực Đại Trực Thắng của huyện Trực Ninh, các chốt của xã Hải Đường và Hải Phong. Đây là vùng giáp danh với xã Trực Thắng, nơi đã bị dịch. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá cao công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi của huyện nhà. Nhìn chung ở các chốt, vật tư và công cụ đủ đảm bảo theo yêu cầu. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh tả lợn châu Phi trên cả nước đang rất phức tạp. Do vậy, đồng chí yêu cầu các ngành liên quan, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi với phương châm 4 tại chỗ và 5-0 trong phòng chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm và phải tiêm triệt để, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Duy trì trực chốt kiểm dịch 24/24 giờ tại các tuyến đường ra vào địa bàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ thú y. Đối với các hộ chăn nuôi lợn, cần kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu chăn nuôi và hàng ngày phải triển khai tiêu độc khử trùng quanh khu vực chăn nuôi. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại một số đơn vị trên địa bàn huyện. Nhìn chung, dàn lúa của huyện nhà đến nay đang đẻ nhánh và đẻ nhánh tập trung, có độ đồng đều cao. Trong thời gian tới, cần tập trung theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời nhằm đảm bảo an toàn dàn lúa. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên một số tỉnh thành phố của Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, triển khai tiêm phòng vụ xuân năm 2019. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện dự và chỉ đạo cuộc họp. Để tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh gia súc gia cầm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã nêu ra tình hình chung về dịch bệnh. Hiện nay, dịch bệnh này chưa có vaccine phòng chống. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã nêu các phương án để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, về phương án phòng chống bệnh trước khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi được đưa ra. Tại cuộc họp cũng đã nêu ra phương án khi có xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, các phòng ban cơ quan liên quan cũng nêu ra những ý kiến kiến nghị trong việc phòng chống bệnh dịch. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị trên cơ sở những nội dung chính như phương án của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đồng chí giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp là cơ quan thường trực tiếp thu những ý kiến bổ sung đầy đủ trong văn bản. Đồng thời cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch không để xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật phát sinh, lây lan trên diện rộng. Đây là nhiệm vụ cấp bách và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của nhân dân.
Đặc biệt, đối với tình hình hiện nay, đồng chí yêu cầu việc tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm phải thực hiện ngay và triệt để, tuyệt đối không được tiêm hình thức. Bên cạnh việc thành lập các chốt kiểm dịch động vật, đồng chí yêu cầu thành lập ngay 9 tổ thường trực tại các chốt kiểm dịch. Lưu ý các địa phương có các đồng chí cán bộ thú y được trưng tập có năng lực chuyên môn tham gia vào các chốt kiểm dịch. Tiến hành trực 24/24 giờ, không cho lợn chưa qua kiểm dịch vào địa bàn. Tổ chức tiêu hủy ngay nếu phát hiện đưa lợn từ vùng dịch vào địa bàn. Các thành viên ban chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thuốc, hóa chất, vôi bột, chuẩn bị trước diện tích đất chôn lấp, huy động nhân lực chuẩn bị dự phòng trước khi bệnh dịch xảy ra. Tuyên truyền cho nhân dân ý thức rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng đầy đủ, không chủ quan hình thức, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2019, đoàn công tác của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do đồng chí Trần Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã về thăm và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân và xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hậu. Tiếp đoàn về phía huyện nhà có đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của huyện. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của hai huyện đã trao đổi thông tin nhanh về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, kinh nghiệm trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nông thôn, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới nâng cao, như công tác chỉ đạo triển khai, kinh nghiệm vận động, huy động các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hạ tầng cơ sở, mô hình phát triển sản xuất, kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm về việc giữ gìn môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Thay mặt đoàn công tác của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đồng chí Trần Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã cảm ơn sự đón tiếp, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu. Đồng chí cũng khẳng định những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu sẽ là bài học quý để huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xây dựng các mô hình mới đem lại hiệu quả cao và bền vững, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã đi tham quan thực tế mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 4 xã Hải Bắc, xã Hải Thanh, lò đốt rác xã Hải Hà, đường hoa xã Hải Quang và kết thúc tốt đẹp chuyến tham quan tại huyện nhà. Chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2019 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trong huyện đã ra sức thi đua và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với nội dung phong phú hấp dẫn và đa dạng về hình thức. Tại các xã thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cùng nhau ôn lại lịch sử ý nghĩa 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2019 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Đặc biệt nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện đã tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, như tổ chức hội thi gia đình gương mẫu với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái năm 2019 ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Thịnh Long, phiên chợ nông nghiệp hữu cơ nói không với hóa chất trừ sâu ở xã Hải Long, Hải Phương, Hải Tân, nói chuyện chuyên đề về phòng tránh tệ nạn xã hội, tín dụng đen cho cán bộ hội viên ở Hải Phú, Hải Tân, Hải Toàn, Hải Phương. Nói chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình như ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cồn và Hải Nam. Hội thi nấu ăn ở Hải Anh, thi bóng chuyền hơi ở Hải Thanh, Hải Sơn, Hải Phương, Hải Hòa, Hải Châu. Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, sôi nổi hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia cổ vũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 3 năm 2019, Câu lạc bộ thơ Quần Phương huyện Hải Hậu tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi.
đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện dự và tặng hoa chúc mừng. Câu lạc bộ thơ Quần Phương hiện có 22 thành viên, trong đó 2 thành viên là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 12 thành viên là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định. Trong những năm qua, câu lạc bộ thơ Quần Phương đã có nhiều đóng góp tích cực trong sáng tác thơ văn, truyện ngắn, âm nhạc. Các thành viên đã cho ra đời 3 tập san nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện và kỷ niệm 130 năm thành lập huyện, đón nhận danh hiệu anh hùng. Nhiều tác giả đã đạt giải thưởng có giá trị của Trung ương, các báo lớn, bộ ngành trong các cuộc thi viết. Nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài và được giới thiệu với bạn đọc các nước trên thế giới. Tiêu biểu như các nhà văn, nhà thơ Mai Tiến Nghị, Lê Hà Ngân, Nguyễn Bổng, Vũ Ngọc Oanh, Lã Thành An, Trung Phương, Trần Xuân Mậu. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, câu lạc bộ thơ Quần Phương đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu, trong đó tập trung phát động phong trào viết về quê hương đất nước, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 8 mùng 9 tháng 3 năm 2019, Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Hải Giang lần thứ 28, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đồng chí Lại Văn Hà, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về dự và tặng hoa chúc mừng. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hải Giang đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Các phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận Tổ quốc xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường làng ngõ xóm đều được mở rộng, 11 trên 11 xóm có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị. 11 trên 11 xóm đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển. Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động được trên 80 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của huyện, làm mới và sửa chữa được 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Mặt trận đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, phát động phong trào quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam được trên 60 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho 120 lượt đối tượng. Quỹ khuyến học 258 triệu 600 nghìn đồng và các quỹ từ thiện nhân đạo khác. Các hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc đã góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 0,68%. Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Giang lần thứ 28, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Phạm Ngọc Thích giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Giang, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua nghị quyết đại hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua xã Hải Nam tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân năm 2019, kỷ niệm 73 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Tham gia ngày chạy Olympic có trên 500 người đến từ 11 ban ngành đoàn thể và đại diện các xóm, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Đại diện lãnh đạo phòng văn hóa thông tin huyện cũng đã về dự và cùng tham gia chạy với địa phương. Sau lễ khai mạc phát động phong trào chạy Olympic, tất cả cán bộ nhân dân trong trang phục thể thao đã chạy bộ hơn 2 km trong không khí vui tươi sôi nổi và hân hoan. Từ lứa tuổi học sinh đến những người cao tuổi trên 80 tuổi cũng tham gia tích cực phong trào. Thông qua sự kiện này, xã Hải Nam đã phát động và kêu gọi toàn dân tích cực học tập cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hàng ngày dành thời gian tập luyện thể thao như đi bộ, chạy hoặc lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp nhất cho lứa tuổi của mình. Học tập tấm gương của Bác sao cho mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Sau ngày chạy Olympic ở xã Hải Nam, mọi người dân khi tham gia đều cảm thấy tinh thần phấn khởi, vui tươi, cơ thể mạnh khỏe, hoạt bát hơn và bước vào công việc với khí thế tích cực, hiệu quả hơn. Sáng ngày 7 tháng 3, tại trường tiểu học xã Hải Phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trọng thể khai mạc giao lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019. Đồng chí Lê Hồng Lượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
trưởng ban tổ chức giao lưu đã về dự tặng hoa chúc mừng. Tham dự giao lưu còn có lãnh đạo giáo viên và 38 thí sinh đến từ các trường tiểu học trong toàn huyện. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chọn 3 nội dung cơ bản gắn với thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp để tổ chức giao lưu từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 3. Phần thi thứ nhất là thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, của địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Phần thi viết tự luận này với thời gian là 60 phút. Phần thi thứ hai là phần ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp do ban tổ chức giao lưu đưa ra. Thí sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi và có 5 phút chuẩn bị, 5 phút để trả lời. Phần thi thứ ba là thuyết trình về công tác chủ nhiệm lớp. Phần thi này, giáo viên sẽ thuyết trình một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm lớp, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tình huống từ ban giám khảo. Thời gian thuyết trình không quá 5 phút. Các phần thi đều diễn ra sôi nổi ấn tượng, các thí sinh đều đã thể hiện hết được năng lực trong thực tiễn công tác chủ nhiệm của mình. Đặc biệt, phần thi thuyết trình với những câu chuyện trong thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho các đại biểu tham gia giao lưu về những giáo viên chủ nhiệm tiểu học tâm huyết, nhiệt tình, tất cả vì học sinh thân yêu. Sau 2 ngày tổ chức giao lưu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019, huyện Hải Hậu đã thành công tốt đẹp. 38 giáo viên tham dự giao lưu đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. 6 thầy cô sẽ được chọn tham dự giao lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Giao lưu lần này đã thực sự tạo điều kiện để cán bộ giáo viên thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, xử lý tình huống sư phạm trong thực tiễn, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên trong toàn ngành tích cực phát huy năng lực sư phạm, có nhiều sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường. Chùa Cồn tên chữ là Quy Hồn Tự, là di tích gắn liền với lịch sử lấn biển khai hoang tạo lập làng xóm, được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 1886. Ngoài việc thờ Phật, hiện nay Chùa Cồn còn thờ những người có công khai hoang lấn biển, dựng ấp lập làng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, di tích Chùa Cồn đã có nhiều đóng góp quan trọng. Năm 1954, Chùa Cồn là nơi mở hội quán của Phật giáo Trấn Hưng Bắc Kỳ. Từ đây, nhiều vị hòa thượng và nhà sư đã trưởng thành, giữ chức chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiêu biểu là cụ Thích Thanh Kế, giữ chức chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhà sư Thích Viên Tu, giữ cương vị Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ Thích Tâm Thông, làm chủ tịch Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Hà. Chùa Cồn còn là nơi tập trung lực lượng cách mạng và quần chúng, làm địa điểm đặt quân y tiền phương, làm hầm bí mật cho cán bộ. Nhiều nhà sư của Chùa Cồn đã cởi áo cà sa đi làm cách mạng, có 2 người đã hy sinh ngoài mặt trận. Di tích Chùa Cồn gồm nhiều hạng mục công trình được xây dựng trên khu đất rộng ở trung tâm thị trấn, sát với đường liên thôn, mặt quay về hướng đông. Khu vực chính thờ Phật nằm giữa. Phía nam chùa là năm gian có nhà thờ tổ, phía bắc chùa là phù mẫu. Sau 3 tòa nằm song song theo chiều dọc là 3 gian nhà thờ Thành Hoàng và các tổ khai sáng. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, năm 1997, Chùa Cồn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Để tưởng nhớ công lao khai hoang lấn biển mở đất dựng làng, dựng xóm của tổ tiên, hàng năm, cứ đến tháng 2 âm lịch, lễ hội Chùa Cồn lại mở. Đây là dịp để nhân dân địa phương và những người đi làm ăn xa về họp mặt cùng nhau đến thăm chùa lễ Phật để thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên. Lễ hội Chùa Cồn rất đông vui được kéo dài trong 3 ngày, từ mùng 2 đến hết mùng 4 tháng 2 âm lịch. Ngoài việc tế lễ, nhân dân địa phương còn tổ chức rước kiệu quanh chùa. Đặc biệt, còn có đội trống của xứ đạo cũng tham gia thêm phần vui vẻ đầm ấm lương giáo. Vào buổi tối có giao lưu văn nghệ do nhà chùa, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cồn, nhân dân dàn dựng và biểu diễn. Đây là lễ hội mở đầu cho các lễ hội chùa trên địa bàn huyện Hải Hậu. Chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.